hôm nay giọng chị hướng dương như vịt đực vậy? Tết nào cũng vậy, họ đè ta ra lấy hạt, riết cái cổ họng của ta bị khan, bị viêm luôn chứ sao. Để em giúp chị cho. Giúp bằng cách nào chứ? Đơn giản lắm, chỉ cần lấy một nắm lá đâu trai em, giã nát ra, cho thêm tí muối uống là giúp bớt viêm họng và đau cổ ngay. Vậy cảm ơn em nhiều nha, chị đi làm liền đây. Đốc tư khỏe ơi, đốc tư khỏe coi kìa, rau trai đang diễn y như thật vậy đó. Em nói thật mà chị Ốc không tin. Rau trai nói đúng đó Ốc Thanh Dân, rau trai mà giả lấy nước, thêm một chút muối, uống rất tốt cho người viêm họng, viêm amidan đó. Thật vậy sao? Ốc có nghĩ là rau trai đang diễn kịch chơi với bạn Hướng Dương không à? Đâu có nghĩ là đây cũng là bài thuốc chữa viêm họng thật. Như vậy thì ngoài công dụng chữa viêm họng, rau trai còn có công dụng gì nữa không? Ốc nghe nói là ăn rau trai rất là mát. Tất nhiên rồi, em là loại rau có tính hàn, giúp giải nhiệt mà, rất có lợi cho những trường hợp bị bí tiểu đó. Mấy bạn nhí nhí nhà mình á, thường ăn bánh kẹo nhiều, lại không chịu ăn rau, do đó dễ bị bí tiểu hay tiểu gắt. Vì vậy, nếu các bà mẹ biết cách, chỉ cần giã một nắm rau trai, lấy nước pha với mật ong sẽ giúp trẻ thông tiểu. Thông tin này hay quá. Đúng như vậy đó. Thường các bạn nhỏ ít ăn rau lắm, toàn là ăn bánh kẹo không à. Như vậy thì dễ bị viêm họng nè, rồi viêm đường tiêu hóa nữa. Các bạn lưu ý nha. Nên là nếu các bà mẹ biết tuyệt chiêu này thì hết lo cho trẻ bị bí tiểu rồi nha. Chưa kể cách dùng trên cũng giúp trẻ phòng được cảm cúm nữa, bởi rau trai có tác dụng trị cảm cúm khá là hiệu quả. Vậy là yên tâm rồi, có bạn rau trai đây thì các bố mẹ sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều khi các con bị cảm cúm thông thường. Với trẻ em thì vậy, còn người già thì em cũng có nhiều lợi ích lắm đó. Lợi ích gì vậy? Em nói luôn đi, khán giả đang đợi kia. Rau trai cũng rất tốt cho người bị tăng huyết áp và phong thấp đó. Với người bị tăng huyết áp thì dùng món rau trai luộc, uống cả nước rất là tốt. Hoặc là lấy luôn cả dây, rễ, sắc lấy nước uống. Ngoài ra, đông y còn cho người ta kết hợp em với nhiều thứ khác thành bài thuốc trị khớp luôn đó. Rất là hiệu quả. Vậy thì chắc chắn luôn, trong gian bếp của nhà Ốc từ nay trở đi sẽ có sự góp mặt của bạn rau trai. Cảm ơn rau trai và Dr. Khỏe đã chia sẻ những thông tin thật là hữu ích nha. Không có chi đâu chị Ốc. Chúng ta sẽ gặp lại bạn rau trai trong những chương trình lần sau nha quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong chương trình Dr. Khỏe để cùng cập nhật những thông tin thật hữu ích về các loại cây trái, các loại dược thảo có sẵn trong vườn nhà mình để cùng chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình tốt hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt. Tạm biệt.